Thưa quý khán giả, từ chiều tối qua, mưa lớn kèm theo gió giật mạnh khiến cho một số tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh biến thành sông, cây xanh gãy đổ ra đường khiến cho việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Cơn mưa lớn kéo dài từ chiều đến tối khiến nhiều tuyến đường ở quận Bình Thạnh, thành phố Thủ Đức mênh mông nước. Nhiều phương tiện tham gia giao thông của người dân khi đi vào đoạn ngập sâu bị chết máy, phải dẫn bộ hàng loạt. Xe cứu hộ có mặt tại điểm ngập giải cứu nhiều xe ô tô bị chết máy. Một số nhà dân trên đường cũng dùng bạt che chắn trước nhà để tránh nước tràn vào bên trong. Nước đen kịt đến hơn 20 giờ mới rút dần. Còn trong sáng và chiều qua, ngay thời điểm thủy triều lên, nhiều con đường nội ô thành phố Cần Thơ chìm trong nước, người dân lội bị bõm chật vật đi lại. Mực nước triều cường trên sông Hậu ghi nhận trên 2 mét, sắp xỉ mức báo động 3. Dự báo trong những ngày tới, triều cường đầu tháng 9 âm lịch sẽ xuống dần. Còn đây chính là hình ảnh không mấy xa lạ, dù nhiều lần cơ quan chức năng cảnh báo nhiều nguy hiểm rình rập, hay là tin đập thủy lợi ở Cusay, xã Tràng, hàng chục người dân ở Hà Tĩnh đã bất chấp nguy hiểm, cầm vợt lao xuống dòng nước chảy xiết để bắt cá. Dòng nước ở đập thủy lợi chảy xiết, hai bên bờ đập chính quyền căng dây, ngăn chặn nhiều người, nhưng mà họ vẫn bất chấp nguy hiểm. Người dân chuẩn bị các dụng cụ tự chế như vợt và lưới để bắt cá. Khi thấy cá trôi xuống, những người này bắt cá, tranh nhau lao ra vớt. Những người nhanh tay và khỏe mạnh chỉ cần đứng vài phút vớt được từ 2 đến 4 con cá. Trong vòng 4 giờ buổi sáng, một số người bắt được hàng chục ký cá mang về bán. Cá tại đập thủy lợi Cusay tràn ra, chủ yếu là loại cá chép với trọng lượng từ nửa ký đến 4 ký. Sau khi bắt được, người dân bán cá với giá khoảng 50.000 đồng một con. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thuần Thiện cắt cử cán bộ thay phiên túc trực tại đập Cusay, dùng loa khuyến cáo người dân không lao xuống tràn, mạo hiểm tính mạng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn bất chấp, phớt lờ khuyến cáo, nỗ lực ngăn chặn để bắt cá. Như từng thông tin, trận lốc xoáy kinh hoàng quét qua chưa đầy 5 phút để lại hậu quả lớn cho người dân ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Có 4 người bị thương, 2 nhà sập hoàn toàn, hơn 300 hàng quán nhà dân bị tốc mái. Và cũng từ đây, có một ni sư đã vượt qua hàng ngàn cây số để đem chút lòng thành đến với người dân. Chưa đầy 3 ngày sau khi trận lốc xoáy kinh hoàng quét qua thị trấn ven biển Cửa Việt, ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt, trụ trì chùa Phổ Hiền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vượt hơn 1.000 cây số để đến với người dân bị thiệt hại. Và xin bà con có thương mấy vì trong lọc đào đây và tâm nguyện thì cho xin một nụ cười là đủ rồi. A Di Đà Phật. Dạ. Vào thăm nhà chị Lê Thị Dùng, ngước lên mái nhà trống hoắc vì bị lốc bưng đi, ai nấy đều xót xa. Đó thì con cái cũng sợ cũng khóc lóc lá ấy. Dạ lúc đó. Dạ lúc đó thì cũng biết chỗ nào đâu, ba mẹ con cứ chạy quấn trong nhà nữa. Dạ, đó thì rồi. Trong điện về ba nói là ba mẹ con vô tủ áo quần ngồi đi. À vô tủ áo quần ngồi. Trong tủ quần ngồi. Dạ. Dạ rồi. Và lúc đó thì vô tủ áo quần ngồi thì tôi ở trên là rớt xuống ở trên tủ. Tiệm tạp hóa của chị Nguyễn Thị Hiền cũng bị lốc xoáy tàn phá, chỉ còn móng nhà và gạch ngổn ngang. Anh Bùi Xuân Cang, chồng của chị Hiền cho biết, sau khi tiệm tạp hóa sập, cả 4 mẹ con đều phải nhập viện cấp cứu do lốc quật, tường đè lên người. Nhìn cảnh này, ni sư không cầm được nước mắt. Để động viên người dân, ni sư bảo rằng bà vượt cả ngàn cây số ra đây thăm tặng quà, không phải để nhận lời cảm ơn mà chỉ xin những nụ cười.